Alo, chào chị Vy, chào các anh RFA biết đó. Rồi Vy, mà nghe khó em khăn chị được Vy. rồi em. Nghe em chị Vy. Mà khó khăn được. Thì thật ra đó, khi mà mình nghe những cái lời mà phát biểu của các bạn mà Trần Khải đó, các bạn phải để ý như thế này, phải đánh giá hai vấn đề. Thứ nhất là bạn Trần Khỏe là bạn Trần Trần, Trần gì đó, Trần Khải đó. Thứ nhất là bạn ganh tị khi mà cô Thủy Tiên được làm các mạnh thường quân trong và ngoài nước rồi ha, gửi nhờ Thủy Tiên làm cái công việc từ thiện này với giá là 100 tỷ. Thì lúc đó các bạn Trần Khải này có một sự ganh tị à, đó là cái vế thứ nhất. Cái vế thứ hai là các bạn Trần Khải này lợi dụng cái vấn đề cái chỉ thị 64 phải đúng không Dương Vy, để mà Vâng, ý ý định muốn của bạn này sáu tư à, cái gì bạn này ý cái, trong cái tư tưởng và ý định nghĩ của bạn này là dùng cái đó để xuyên tạc, để bóp méo cái sự thật cái nghị định 64 của đảng và nhà đúng nước, rồi. một cái sự xuyên tạc cũng như là cái bọn dân chủ cùi hay là cái bọn mà chống phá nước ngoài. Chúng ta phải hiểu hai cái mặt mà khi cái bạn này lên nói. Tôi nói cho bạn nghe nè, từ thiện bất cứ ở một cái chế độ nào cũng vậy hết, ở cái tư bản hay cộng sản, nói chung bất cứ một xã hội nào trên thế giới này không có ai đi làm những cái chuyện mà gọi đi bắt những người làm từ thiện, trừ khi những cái kẻ đó lợi dụng như cái đám bao que, như cái đám mà đấm gập ở bên Mỹ á, như cái đám mà gọi là kêu gọi đóng góp cho là thương thuyết binh Việt Nam Cộng Hòa đó, đó là những tổ chức lừa đảo thì nó bị khép vào vấn đề truy tố trước pháp luật. Còn ở đây Việt Nam là những con người Việt Nam, là dân tộc Việt Nam, là con người trải một cái tấm lòng ra vì cái là dân tộc Việt Nam lá lùng rành trái rách, đúng không? Chỉ có những cái thông tư đã áp dụng, một mặt đó là gì, áp dụng nó chế tài cho những cái bọn gọi là dân chủ cùi à, hay là những cái bọn đấm ngực á, mới lợi dụng nhận cái tiền của tổ chức lừa đảo ở hải ngoại để mà nó làm từ thiện, nó tuyên truyền là gì, nó gây một sự nghi ngờ và nó đánh phá cái chế độ của ta hiện nay. Đấy, cho nên bạn phải hiểu rằng toàn dân Việt Nam có 90% ủng hộ về vấn đề từ thiện. Chỉ có riêng những cái bọn mà gọi là như là bạn Trần Khải này, hay là những cái thằng Râu hay là gì, hay là những cái tổ chức mà gọi là dân sự, hay là những cái tụi là nói chung là cái tụi phản động và cái tụi dân chủ cuộc, là nó muốn dùng cái đó để chi, để nó kết tội nhà nước, rằng nó bảo rằng là dân không tin nhà nước, và đồng thời nó xuyên tạc về chính sách của nhà nước, đúng không? Người ta nói là báo gì, nào, báo thanh niên, báo 24 giờ của thanh niên chứ anh Nguyễn. cứu nước cũng như là đánh giặc vậy, đúng không? Trong cái tình hình này là toàn quân toàn dân, toàn đảng toàn dân đều phải chung tay một lòng, Đúng người rồi. dân họ cứu trợ. Nói thật, người dân Việt Nam họ rất là giàu, đúng không? Qua những cái đợt Covid và qua những cái cơn lụt này thì chúng ta mới thấy là người dân họ rất là giàu, người dân Việt Nam rất là, chứ không phải như cái bọn mà dân chủ cuội hay là những cái bọn mà gọi là cầm cờ ăn mì gói ở bên Mỹ, đúng không? Không tị rằng tại sao là Thủy Tiên được trăm mấy chục triệu, thằng Trấn Thành được bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ABC đủ thứ hết, tại sao không gửi cho chúng mày, gửi cho chúng mày chừng 3 triệu là chúng mày bỏ túi rồi đó. Đó là cái đám dân chủ cùi ở trong nước, còn cái đám ở hải ngoại đó nó lấy của người ta biết bao nhiêu tiền, như cái như cái con mẹ mà Bích Hạnh gì thì cái bà đó bị chết rồi đó, cứu trợ thương binh đó, bao nhiêu tiền bao nhiêu năm gửi về Việt Nam cho mấy ông thương binh cục dò được bao nhiêu tiền, rồi cái đám dòng cứu thế nó nhận tiền từ hải ngoại về nó giúp cho bà cho mấy ông mà thương binh được bao nhiêu, trong khi những cái người đó sống ở trên cái đất nước Việt Nam này nhà nước nhân dân đều lo cho họ, nhưng mà họ không bao giờ họ biết ơn, họ bảo rằng là tôi rất là cảm ơn dòng chúa cứu thế, tôi rất là cảm ơn cái là bà là những tổ chức ở hải ngoại, bà mẹ nó lấy của người ta biết bao nhiêu, người dân ở hải ngoại bao nhiêu tiền mà nó cho lại mấy ông thương binh bao nhiêu. Vậy mấy chục năm nay, mấy chục năm nay những cái người thương binh Việt Nam ông ăn của ai, ông sống ở trên đất nước nào, đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho nên cái nghị định đó là gì, 64 là nó có cái mặt đúng của nó, đúng là gì, để áp chế những cái thành phần gọi là từ thiện giả tạo cũng như cái bọn dân chủ tụi hay là cái đám những tổ chức đấm ngực và những cái tổ chức hải ngoại do những cái đảng phái hay là những cái chức lưu vong nó mượn danh từ thiện để nó xuyên tạc cái chế độ ta, để nó xuyên tạc
người dân ở trong nước ta đã đánh giá rằng là chế độ tham nhũng và người dân trong nước ta nghèo khổ từ lúc nào cũng là lợi dụng cái đồng tiền đó. Nhưng mà cái dân tộc Việt Nam ta khác hơn cái dân tộc ở trong nước ấy, và những người dân ở tại hải ngoại và những người dân họ có tấm lòng quê hương, nó khác hơn cái đám mà gọi là những cái tổ chức phản động hay là những... nó không có trái tim, được chưa? Có báo chí đấy, có những... bây giờ thì so sánh, bây giờ chỉ đơn giản là so sánh, không phải lấy Thủy Tiên, lấy Trấn Thành là so sánh với thằng cầm đồ Ngọc Đức thôi. Cầm đồ Ngọc Đức cũng kêu gọi từ thiện từ hôm qua đến nay đã được khoảng 100 triệu chưa, hay Trấn Thành đã nói một phát hôm sau là đã có 1-2 tỷ rồi, chỉ có vậy thôi. Đơn giản người ta phải có lòng tin. Bây giờ ta thấy là những cái đòn cứu trợ của những cái tụi mà đấm ngực á, không, những cái tụi đấm ngực ở trong nước và những cái tụi dân chủ cùi và những cái đám mà lưu vong ở hải ngoại đó, khi mà nó cho tiền á, những nó đề nó cho tiền những người trong nước á, rồi nó bỏ tiền đơn như bao thư rồi. Vậy thì cái từ thiện của tụi nó mục đích gì? Mục đích là xuyên tạc đảng và nước và mục đích là lật đổ chính quyền này đấy. Còn cái từ thiện của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đó là từ thiện ở một tấm lòng cao cả của người dân, giúp đỡ người dân trong nước. Hai cái nó khác biệt nhau hết. Nó chúng mày đừng có lợi dụng cái đó để mà xuyên tạc. Nhân dân Việt Nam không bao giờ mà ngu. Ngu với cái bọn mà hải ngoại đâu. Rồi anh Kim nói. Kể cả bây giờ chú nói thêm xíu nữa, kể cả bây giờ những người những các nước trên thế giới này, người ta đều học hỏi cái chính sách và cái sự lãnh đạo của cộng sản. Hiện nay các thế giới người ta đang học hỏi, đúng không? Chứ còn tụi bao que mà tụi mình cầm cờ ở Cali mà suốt ngày là tụi bay là nè, bây giờ nói cho nghe này, vừa rồi cái bão Katrina ở tại bên Mỹ đó, ông Thích Quảng Thanh chuyển 25.000 đô la cho cái đám gọi là công giáo nè, cao đài, cái đám mà nói chung là mấy cái thằng mà gọi là phản động đó, không phải nó có ăn chặn của người ta mà, đó là những thằng đó, đó. Đấy. Cho nên cái nghị định đó là gì, nghị định 64 là gì, là mục đích răn đe, chế tài những cái bọn mà những cái tổ chức lừa đảo, chứ còn Thủy Tiên hay là người khác hay là những cái người mà người ta đi làm từ thiện ở trong Nam hay là tất cả toàn dân ở trong nước, không bao giờ nhà nước dám áp dụng vấn đề, là vì cái đó là một cái thiện nguyện, một cái tâm trong sáng, một cái lòng tốt của người dân Việt Nam, ủng hộ cho người dân Việt Nam. Nó không có mục đích gì hết, đúng với trong sáng là lá rành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng ấy. Cho nên mình muốn nói ở cái này thôi, được. Cho nên chúng ta đừng, nên bây giờ chúng ta thấy tụi nó cái xuyên tạc, nhưng mà hiện nay trong quốc hội, kể cả quốc hội bang, người ta đều ủng hộ vấn đề đó mà. Có một vị lãnh đạo nào mà đưa ra vấn đề lên án nữa không, mà chính bọn nó bị xuyên tạc hết. Mục đích của tụi nó là gì? Cho nên cái lời nói của thằng Trần Khải hồi nãy ấy, nó nói là gì? Mục đích thứ hai ấy, thứ nhất ấy, là nó ganh tị về vấn đề Thủy Tiên, thứ hai nữa là muốn đá xéo về cái chính quyền, cái chế độ ta. Nên chúng ta phải hiểu được cái bản chất của thằng này, đúng không? Ok, là mình xuống nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Cảm ơn chú.